Nhà Đường đã trở thành đỉnh cao văn minh Trung Hoa trong gần 300 năm. Nhưng nền tảng của nó chính là nhà Tùy, một thời kỳ thịnh trị nhưng lại chỉ kéo dài 38 năm. Nhà Đường đã nhân lúc thiên hạ đại loạn mà tạo ra cục diện Tùy Đường phân tranh. Và người chiến thắng cuối cùng chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ. Lúc đó là vào năm 580, Tùy Văn Đế Dương Kiên ép Bắc Chu Tĩnh Đế Vũ Văn Xiển 16 tuổi nhường ngôi và lập ra nhà Tùy chỉ một năm sau đó. Trong giai đoạn từ năm 587 đến năm 589, Tùy Văn Đế phát động chiến tranh diệt Nam Trần và nhanh chóng thống nhất Trung Nguyên. Tuy nhiên về sau, Tùy Văn Đế không còn tin tưởng công thần cũ và thẳng tay tàn sát những ai bị nghi ngờ. Đây là nguyên nhân dẫn đến cục diện thiên hạ đại loạn vào cuối triều Tùy. Sang đến năm 600, con thứ là Dương Quảng và đại thần Dương Tố vu khống âm mưu của con cả Dương Dũng cướp lấy ngôi thái tử. Sau đó năm 604, Dương Quảng đoạt ngôi của Văn Đế rồi ra tay sát hại Dương Dũng và các huynh đệ khác. Dưới thời kỳ của Tùy Dạng Đế, các cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi vẫn được thúc đẩy, song song với việc xây dựng các công trình phát triển đất nước. Điều này khiến quốc lực của nhà Tùy suy hao rất nhiều. Trong đó, nghiêm trọng nhất là chiến tranh với Cao Câu Ly và người Đột Quyết là nguyên nhân khiến cho triều Tùy suy vong. Năm 582, người Đột Quyết tấn công nhà Tùy và chỉ một năm sau đó, nhà Tùy chia quân làm 8 lộ thảo phạt lại Đông Đột Quyết. Đến năm 611, người Đột Quyết xin hàng. Đến thời kỳ của Tùy Dạng Đế thì Anh Dương Vương Cao Nguyên của Cao Câu Ly không còn thần phục nữa. Vì vậy, Tùy Dạng Đế đã 3 lần chinh phạt Cao Câu Ly trong giai đoạn từ năm 611 đến năm 614 và càng khiến nhân dân thêm cực khổ. Đáng chú ý là trong cuộc chinh phạt lần 2 vào năm 613, khi Tùy Dạng Đế đang bao vây thành Liêu Đông, thì tướng Tùy là Dương Huyền Cảm, con của Dương Tố, đã nổi dậy làm phản và tấn công vào Đông Đô Lạc Dương, khiến Tùy Dạng Đế phải lui quân về. Quân Tùy sau khi trở về chia làm hai ngả quấy phá luân phiên, khiến quân của Dương Huyền Cảm nhanh chóng tan vỡ. Dương Huyền Cảm chạy đến Thượng Lạc thì tự sát. Cuộc khởi nghĩa thất bại, mưu sĩ Lý Mật của Huyền Cảm trốn thoát, rồi tiếp tục cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Tùy sau này. Sang năm 614, cuộc chinh phạt lần 3 nổ ra, nhưng khi quân Tùy tiến đến sông Áp Lục thì Cao Câu Ly lại tự hàng. Vì vậy, Tùy Dạng Đế lui quân và triệu Anh Dương Vương Cao Nguyên đến bắt phải tỏ ý thần phục triều đình. Nhưng Cao Nguyên đã khước từ. Tùy Dạng Đế nổi giận và bắt đầu lập kế hoạch tiến hành một chiến dịch thứ tư. Nhưng những cuộc nổi loạn trong nước đã cản trở chiến dịch này. Sang năm 615, Thủy Tất Khả Hãn A Sử Na Đốt Cát Thế thấy vua Cao Câu Ly không còn thần phục nên làm phản theo và tiến đánh bất ngờ vào Nhạn Môn. Tùy Dạng Đế khi đó đã hứa rằng sẽ ban thưởng vàng bạc cho ai dốc sức chống địch. Nhưng khi binh sĩ đẩy lui được quân Đột Quyết thì Tùy Dạng Đế lại nuốt lời. Chính điều này đã góp phần tạo nên cuộc binh biến giết chết Tùy Dạng Đế sau này. Cùng thời gian đó, các cuộc khởi nghĩa nông dân ngày càng lan rộng ở phía Bắc. Nhưng Tùy Dạng Đế không quay trở về kinh thành Trường An hay Đông Đô Lạc Dương mà lại tiếp tục đến Giang Đô vào mùa thu năm 616. Lý Mật nhân đó đã liên hợp với Trạch Nhượng là thủ lĩnh của Ngõa Cương quân cùng tấn công Lạc Dương và Trường An. Nhờ có Lý Mật bảy mưu mà Trạch Nhượng có thể chiếm được các thành trong quận Huỳnh Dương, thành thế Ngõa Cương quân ngày càng lớn. Trạch Nhượng tin tưởng tài cầm quân của Lý Mật và phong cho làm ngụy công. Quân Ngõa Cương và cả vùng Hà Nam đều thần phục Lý Mật. Tuy nhiên, lúc đó quân trong thành Lạc Dương vẫn rất mạnh, lại có Vương Thế Sung chống giữ, nên Lý Mật mưu tính bao vây quân trong thành đến khốn đốn vì thiếu lương mới đánh và khước từ việc đánh thành Trường An vì cho rằng Lạc Dương không hạ được thì quân không theo. Nhân đó, ở Tịnh Châu, Thái Nguyên lưu thủ là Lý Uyên vì bất bình Tùy Dạng Đế tin lời sấm truyền sát hại người nhà họ Lý, lại được con trai Lý Thế Dân khuyến khích đã phát động binh biến và đánh chiếm Trường An. Đến ngày 18 tháng 12 năm 617, Lý Uyên đưa Đại Vương Dương Hiệu lên ngôi
tức Tùy Cung Đế, tôn Tùy Dạng Đế làm Thái Thượng Hoàng, khiến tâm trí quân Tùy hoảng loạn, nhà Tùy càng lung lay. Cùng lúc đó, liên quân Lý Mật và Trạch Nhượng lại sinh bất hòa. Do nghe lời gièm pha, Lý Mật đã giết Trạch Nhượng. Toàn bộ quân Ngõa Cương được xác nhập làm bộ chúng của Lý Mật. Sang đến năm 618, Lý Mật vẫn chưa đánh thành Lạc Dương và phải cầm cự với Vương Thế Sung. Sợ tình thế càng lâu càng bế tắc, các tướng lĩnh đều thỉnh mong Lý Mật xưng đế. Nhưng vì chưa hạ được Lạc Dương nên Lý Mật lại tiếp tục khước từ. Sang đến cuối mùa xuân năm 618, tướng Tùy là Vũ Văn Hóa Cập đã bị các tướng sĩ dưới trướng thuyết phục đào ngũ trở về Trường An, nên đã tổ chức giang đô binh biến, giết chết Dạng Đế. Sau khi Tôn Dương Hạo lên làm hoàng đế, Vũ Văn Hóa Cập bắt đầu dẫn quân tinh nhuệ kiêu quả tiến về phương Bắc, hướng đến Lạc Dương. Còn tại Trường An, Lý Uyên hay tin Tùy Dạng Đế chết, đã buộc Tùy Cung Đế phải nhường ngôi cho mình, lập ra triều đường. Chính quyền ở Lạc Dương hay tin thì cũng tôn Dương Đồng là cháu của Tùy Dạng Đế lên làm hoàng đế. Lúc này, Vũ Văn Hóa Cập trở thành mối đe dọa lớn đối với chính quyền Tùy tại Lạc Dương và Lý Mật. Vì vậy, cả hai đã tạm thời liên thủ để chống lại quân của Vũ Văn Hóa Cập. Lý Mật đã được phong là hành quân nguyên soái, đánh lui quân của Vũ Văn Hóa Cập thì Lý Mật sẽ được về triều làm phụ chính. Lý Mật sau mấy trận giao tranh có lúc tưởng chết thì cũng đánh lui được quân Kiêu Quả. Vũ Văn Hóa Cập cùng bộ chúng tiến về Bắc tránh xa Lý Mật. Lúc này, quân của Vũ Văn Hóa Cập chẳng còn là bao, có nhiều người làm phản. Vũ Văn Hóa Cập biết nay mai mình tất thua nên mưu đoạt lấy ngôi vua. Vào mùa thu năm 618, Vũ Văn Hóa Cập đã hạ độc giết chết Dương Hạo và xưng làm Hứa Đế. Còn Lý Mật sau khi đẩy lui được Vũ Văn Hóa Cập thì Vương Thế Sung vì không chấp nhận hợp với quân của Lý Mật đã kích động binh sĩ dưới quyền làm phản. Vương Thế Sung sau đó giết chết các tướng Tùy khác và chấp chính triều đình Lạc Dương. Biết được tin ấy, Lý Mật cắt đứt quan hệ với triều đình Lạc Dương, liên quân tàn vỡ. Vương Thế Sung lợi dụng lúc quân Ngõa Cương mệt mỏi sau khi đánh với quân của Vũ Văn Hóa Cập đã thúc quân công phá Lý Mật một trận. Lý Mật thua to, binh sĩ không còn theo nữa nên buộc phải chạy trốn đến Trường An. Bấy lâu sau, Vương Thế Sung lại ép Dương Đồng thoái vị, nhường ngôi cho mình và lập ra nhà Trịnh, nhà Tùy chính thức diệt vong. Còn tại khu vực Hạ Du Trường Giang, sau khi Dạng Đế chết, đã rơi vào cảnh phân chia bởi ba thế lực: Thẩm Pháp Hưng, nguyên là quan triều Tùy, tự xưng là Lương Vương và kiểm soát phần lớn bờ Nam Trường Giang; tướng khởi nghĩa Lý Tử Thông, kiểm soát Giang Đô và khu vực xung quanh, tự xưng là Ngô Đế; và Đỗ Phục Uy, sau này quy thuận nhà Đường, được ban họ thành Lý Phục Uy và phong làm Ngô Vương. Ban đầu ba thế lực Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy và Thẩm Pháp Hưng giao tranh giành đất Trường Giang. Lý Tử Thông thì chiếm giữ lãnh thổ cũ của Thẩm Pháp Hưng, còn lãnh thổ cũ của Lý Tử Thông rơi vào tay Lý Phục Uy dưới danh nghĩa triều Đường. Sau này, Lý Phục Uy là tướng quan trọng trong việc bình định các chư hầu và thuyết phục được Lý Tử Thông quy hàng nhà Đường. Lại nói về Lý Mật, sau khi quy phục triều Đường, dù được Đường Cao Tổ trọng đãi, nhưng bị đám quần thần coi khinh nên sinh bất hòa. Vì vậy, Lý Mật mưu tính kế thuyết phục Đường Cao Tổ cho mình cầm binh sang Đông để phù dụ các tướng Tùy khác quy phục triều Đường. Nhưng thực tế, Lý Mật muốn tái lập lực lượng cho riêng mình. Sang đầu năm 619, bất chấp phản đối từ nhiều hạ thần, Đường Cao Tổ đã chấp thuận cho Lý Mật sang Đông. Tuy nhiên, sau khi Lý Mật rời khỏi Trường An, Đường Cao Tổ đã đổi ý và triệu Lý Mật trở về kinh thành. Lý Mật khi ấy đã tiến đến Chủ Tang, vùng Hà Nam, thì lo sợ chuyện vỡ lở nên đã khởi binh làm phản. Lý Mật sau khi tập kích Đào Lâm thì phao tin đánh Lạc Dương, nhưng thực tế là đi đánh Tương Thành. Tuy nhiên, tướng Đường là Thịnh Ngạn Sư đã lường trước về cuộc nổi dậy nên đã giăng bẫy đón đánh trên đường về Tương Thành và giết chết Lý Mật. Sau đó, con của Đường Cao Tổ là Lý Thế Dân đã đem quân bình định phía Bắc và các thế lực còn chưa thần phục nhà Đường từ năm 618.
Trong đó có Lưu Vũ Chu, ban đầu khởi nghĩa chống Tùy, thì đến năm 619 bị Đông Đột Quyết xúi giục chống lại nhà Đường. Lưu Vũ Chu tấn công Thái Nguyên, quân Đường dù được tiếp viện vẫn bị đánh bại. Trấn giữ Thái Nguyên là Lý Nguyên Cát trong đêm phải tháo chạy đến Trường An. Lưu Vũ Chu men theo phía nam phần thủy, Phổ Châu, Cối Châu tiến quân, hầu như không thành nào không phá. Đánh đến tháng 10, thành Hà Đông của nhà Đường thất thủ. Lý Uyên hay tin Thái Nguyên thất thủ, tính hy sinh phía đông Hoàng Hà giữ Quan Trung. Nhưng Lý Thế Dân lại xung phong dẫn 3 vạn tinh binh bắt Lưu Vũ Chu, quyết chiếm lại thành đã mất. Lý Thế Dân quyết định lợi dụng tháng 11, sông Hoàng Hà đóng băng, dẫn quân vượt sông đến đóng quân tại Bách Bích. Tại đây, Lý Thế Dân áp dụng chiến thuật quyết thủ dụ địch chờ thời phản công. Sang đầu năm 620, Lý Thế Dân thấy quân Lưu Vũ Chu nhuệ khí đã giảm, liền thúc quân đánh phá thành. Lưu Vũ Chu sợ hãi bỏ Thái Nguyên chạy về phía Bắc, cuối cùng bỏ mạng ở Đột Quyết. Nhờ vậy, vùng Hà Đông về lại tay nhà Đường. Cùng năm đó, Hứa Quốc của Vũ Văn Hóa Cập bị tướng Đường Lý Thần Thông và Hạ Vương Đậu Kiến Đức liên hiệp tiêu diệt. Vũ Văn Hóa Cập bị chém đầu. Đến tháng 7 năm 620, Lý Thế Dân chuyển sang thôn Tĩnh Trịnh. Lý Thế Dân thống lãnh 7 đạo quân, 25 đại tướng và hơn 10 vạn binh mã tiến đánh Lạc Dương. Nhiều thành của Trịnh không chống cự nổi đã đầu hàng, buộc Vương Thế Sung phải tìm kiếm cứu viện từ nước Hạ của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức lo rằng nếu để Đường diệt Trịnh thì Hạ tất nguy khốn, vì thế đã chấp thuận cứu viện, đem quân Nam tiến giải vây cho thành Lạc Dương. Quân Đường không chống nổi hai mặt muốn rút lui, nhưng Lý Thế Dân lo sợ Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức liên thủ sẽ mạnh lên. Lý Thế Dân hạ lệnh cho Lý Nguyên Cát, Khuất Đột Thông tiếp tục vây khốn Lạc Dương, còn bản thân thì lãnh đạo Tần Thúc Bảo, Uất Trì Kính Đức lấy 3.500 quân hợp với 1 vạn quân trong đồn Tị Thủy ở gần Lạc Dương để chống với 10 vạn quân của Đậu Kiến Đức. Cánh quân này có nhiệm vụ tập kích và đánh phá những đoàn xe tiếp tế lương thực của Đậu Kiến Đức. Vừa bị cắt lương, vừa bị vây khốn, Đậu Kiến Đức quyết định dốc hết toàn lực quyết chiến một trận với quân Đường. Đậu Kiến Đức cho sắp trận địa rộng 20 dặm, phía Bắc dựa vào con sông lớn, phía Nam dựa vào núi, phía Tây đến tận Phiếm Thủy. Nhưng Lý Thế Dân đã không ra đánh, mà đợi đến quá trưa khi quân Hạ đã mỏi mệt mới đột kích một trận. Quân Hạ tan lở, Vương Thế Sung thấy vậy cũng hàng theo. Nhờ vậy Lý Thế Dân đánh một trận mà thu phục được hai nước Trịnh và Hạ, làm chủ cả vùng Hoa Bắc. Còn tại vùng Hoa Nam, Tiêu Tiền là dòng dõi nhà Lương khởi binh ở Hồ Nam. Mới được 5 ngày mà đã quy phục được mấy vạn người, tự xưng là Lương Đế, chiếm cứ cả một vùng rộng lớn. Phía Nam từ Giao Chỉ, phía Bắc đến Hán Thủy, phía Tây đến Tam Hiệp, phía Đông đến Cửu Giang. Năm 622, nhà Đường sai Lý Tĩnh và Lý Hiểu Cung dùng thuyền chở quân từ Tứ Xuyên đổ xuống đột kích Tiêu Tiền. Lúc đó là vào tháng 9 mùa lũ, Tiêu Tiền nghĩ rằng sông Trường Giang nước cao thì quân Đường sẽ không dám đánh, nên giải tán quân phòng thủ ven sông về lo việc nông vụ. Quân Đường liều lĩnh mang 2.000 chiến hạm xuống đánh tan quân Lương, Tiêu Tiền phải xin hàng. Rồi thừa thế, quân Lý Tĩnh xuôi dòng chiếm nốt Nam Kinh. Sau đó, các chư hầu khác, bao gồm Hán Đông Vương Lưu Hắc Thát là tướng cũ của Đậu Kiến Đức và Lỗ Vương Tử Viên Lãng ở đất Sơn Đông cũng nổi dậy. Lý Thế Dân mang quân đi dẹp. Lưu Hắc Thát bị Lý Thế Dân đánh bại, buộc phải chạy sang Đông Đột Quyết xin cầu viện, rồi quay trở lại chiếm lãnh thổ của nước Hạ trước đó. Mùa đông năm 622, anh của Lý Thế Dân là Thái tử Lý Kiến Thành ra quân và đánh bại Lưu Hắc Thát, sau đó sáp nhập nước Hạ. Tử Viên Lãng sau đó cũng hàng theo. Lúc này, ngoài Lương Sư Đô và Cao Khai Đạo ở vùng Hà Bắc và Thiểm Tây cấu kết Đông Đột Quyết chống nhà Đường, thì Trung Hoa phần lớn đã thống nhất. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 623, khi Lý Phục Uy đang ở Trường An, bộ tướng của ông là Phụ Công Thạch đã nổi dậy tại Đan Dương, tự xưng là Tống Đế. Sang năm 624, cháu họ Đường Cao Tổ là Lý Hiểu Cung ra trận, đã đánh bại và giết chết Phụ Công Thạch, hợp nhất nước Tống vào Đường.
Trong khi đó, Cao Khai Đạo phải đối mặt với một cuộc nổi dậy do thuộc hạ là Trương Kim Thụ tiến hành và đã quyết định tự sát. Còn về Lương Sư Đô, với sự bảo hộ của Đông Đột Quyết đã chặn đứng các cuộc tấn công của Đường và hợp cùng với Đông Đột Quyết liên tục quấy rối nhà Đường. Và sang đến năm 626, Lý Thế Dân do nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp ngôi thái tử đã phục kích và sát hại đại huynh Lý Kiến Thành và tứ đệ Lý Nguyên Cát, rồi ép Đường Cao Tổ nhường ngôi. Đây chính là sự kiện Huyền Vũ Môn Chi Biến. Khi Lý Thế Dân lên ngôi năm 626, Đông Đột Quyết do Khả Hãn Hiệt Lợi và Đột Lợi đem quân đánh đến gần thành Trường An, cách thành 40 dặm về phía Kính Dương, khiến cả kinh thành chấn động. Lúc ấy, binh ở thành Trường An chỉ có vài vạn, không thể giao tranh được. Vì vậy Đường Thái Tông nghĩ ra kế, bèn đích thân xuất lĩnh quân đến Vị Thủy đối thoại với Hiệt Lợi Khả Hãn. Thái Tông trách Hiệt Lợi bội ước, rồi đưa vật phẩm cho Đột Quyết để chúng rút quân. Về sau, nhà Đường đặt quan hệ với hai Khả Hãn, Hiệt Lợi và Đột Lợi. Còn về Lương Sư Đô, thì đến năm 628, Đông Đột Quyết xảy ra bất ổn nội bộ, rồi suy yếu do bất đồng giữa Hiệt Lợi, Đột Lợi, khiến Hãn quốc này không còn có thể bảo hộ cho Lương Sư Đô. Trong tình cảnh bị nhà Đường bao vây, em của Lương Sư Đô là Lương Lạc Nhân đã sát hại Lương Sư Đô và đầu hàng nhà Đường. Kể từ đó, nhà Đường thống nhất, Đường Thái Tông an tâm trị quốc.